Ngày 3 tháng 5, nhà thầu Hitachi, quản lý depot Long Bình cho biết, các đoàn tàu bị sơn, vẽ bậy vào ngày 30 tháng 4 đã được làm sạch, trở lại nguyên trạng ban đầu. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, công an thành phố Thủ Đức, nhà thầu Hitachi đã họp chính thức để phối hợp điều tra vụ việc và hướng dẫn các giải pháp tăng cường an ninh an toàn hơn nữa cho khu vực Deport trong thời gian tới. Trước đó ngày 30 tháng 4, một toa tàu của đoàn tàu số 3 thuộc tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, đấu ở Depot Long Bình, thành phố Thủ Đức bị vẽ bậy với các hình sơn dạng graffiti phong cách đường phố. Từ khi phát hiện vào sáng ngày 30 tháng 4, ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư cùng nhà thầu và công ty bảo vệ Thái Long đã báo cáo công an thành phố Thủ Đức xem xét kiểm tra hiện trường, truy xuất camera vào cùng ngày. Bên cạnh đó, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cũng xem xét thay công ty bảo vệ khu Depot nơi tập kết đoàn tàu Metro số 1 bị vẽ bậy. Trước đó, ngày 11 tháng 6 năm 2022, hai toa tàu Metro số 1 cũng đã bị xịt sơn, vẽ bậy ở Depot Long Bình, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được người đã gây ra vụ việc trên.